Trong bài giảng ngày hôm nay, tôi đã giúp các bạn có thể hiểu được công thức, hàm, các lỗi cơ bản khi mà các bạn sử dụng Excel. Và đặc biệt, tôi hướng dẫn các bạn một số hàm thông dụng, ví dụ hàm sum, sum if, average, max, min. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.